Chúng ta tháo cái bình ắc quy, ra và tháo cái một số cái chi tiết ở đây, cái là chúng ta một số cái ống gió, cái đường gió. Ví dụ như là cái đây, cái đường ống hơi, ống gió. Turbo dầu gió này, đây, vào turbo này là chúng ta có thể nhấc được cái máy phát này ra rất chi là dễ dàng. Đấy. Giới thiệu với anh em, đây là con Nissan Navara. Nó có một cái biểu hiện của thằng máy phát không nạp, đó chính là nổi cái đèn báo ở trên tablo. Khi mà lái xe đi và thấy cái đèn báo trên tablo nổi ga lăng ti này, vòng quay thấp này, thì là nổi đèn báo và ga tít lên. Khi mà lái xe ga tít lên đấy, tầm độ 2.000 vòng trên 1 phút đó, thì là thấy cái đèn báo của chúng ta là mờ và tắt hẳn đi. Anh em tôi là kiểm tra và phán đó chính là bị cái máy phát của chúng ta nạp yếu. Một là do cháy cuộn dây, hai là hỏng diode. Thì trong hai cái bệnh đấy nó sẽ dính một bệnh đấy. Còn cái vấn đề là phát chập chờn, có thể là hết than đấy, hết cổ góp đấy, cũng có thể nằm trong cái bệnh đấy như vậy. Nhưng chủ yếu của nó là sẽ bị hỏng diode và cháy cuộn dây ở con xe này. Và hôm nay chúng tôi đã cho tháo xuống. Bây giờ chúng tôi đã tháo cái máy phát này ra rồi. Máy phát đây bây giờ hiện trạng đang ở đây và đã phát hiện là cái dây của nó là đúng là cháy thật anh em ạ. Đây này, cái cuộn dây này, cái cuộn dây nó cháy đen hết luôn à. Đây đấy, cháy đen hết luôn. Yeah. Đấy, chúng ta nhìn rõ ràng là cuộn dây cháy đen luôn đấy. Thì cái con máy phát này của chúng ta, khi mà có cái hiện tượng anh em nào lái xe đi mà có cái hiện tượng nổi đèn báo ở trên tablo, có nghĩa là nó nổi cái đèn báo cộng trừ ấy, cái đèn báo đỏ cộng trừ ấy, thì chúng ta sẽ làm sao? Thì chúng ta sẽ cho kiểm tra máy phát. Nếu mà chúng ta không cho kiểm tra máy phát ấy, thì nó sẽ bị làm sao nhỉ? Bị hết điện. Hết điện trong cái quá trình mà mình chạy, dùng điều hòa này, dùng các thiết bị điện khác, dùng đèn đóm, nó sẽ bị hết điện và chúng ta có thể bị nằm ngang đường. Vì thế nên là khi có cái biểu hiện là nổi cái đèn báo cộng trừ màu đỏ ở trên tablo thì chúng ta sẽ cho anh em thợ kiểm tra cái máy phát của chúng ta xem là có vấn đề gì không anh em nhé. Đấy, chúng ta phải nhớ như vậy, nếu mà không chúng ta sẽ bị nằm ngang đường. Đấy, còn máy phát này thì hiện trạng như vậy. Và khi mà chúng ta tháo cái máy phát này ra thì chúng ta tháo cũng con này tháo thì cũng đơn giản thôi. Đấy, tháo đơn giản, chúng ta tháo cái bình ắc quy, và tháo cái một số cái chi tiết ở đây, cái là chúng ta một số cái ống gió, cái đường gió. Ví dụ như là cái đây, cái đường ống hơi, ống gió. Turbo dầu gió này, đây, vào turbo này là chúng ta có thể nhấc được cái máy phát này ra rất chi là dễ dàng. Đấy.